Quý vị khán giả truyền hình thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại cuồng quay của những trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá ngoại hạng K-League Season 4 năm 2020. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhau ở sân bóng Công viên Hội An để chứng kiến trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay trên sân thi đấu số 2 giữa các thủ FC Kingdom cùng với là các thủ FC Lam Sơn 18. FC Kingdom cùng với là Lam Sơn 18 ngày hôm nay sẽ thi đấu trên sân thi đấu số 2 ở sân bóng Công viên Hội An. Và có lẽ cuộc đối đầu này nó sẽ khiến cho các thủ FC Kingdom cùng với là Lam Sơn 18 đem đến lại một trận đấu được cho là thu hút người xem ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và như vậy thì hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu giữa Lam Sơn 18 cùng với là FC Kingdom đã chính thức được diễn ra. Em ở trong trận đấu này cảm thấy hơi hồi hộp. Được chuyền tuyến hay, cơ hội, tỷ số là 1-0 dành cho Lam Sơn 18. Quá đẹp mắt và người ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là số 19 bên phía cầu thủ Lam Sơn 18. Người vừa tung ra một pha dứt điểm một tuyến hay quá tốt và đã mở tỷ số trong trận đấu này thuộc về anh Tài. Được chuyền ra quá gọn đến từ Hữu Nam. Anh Tài có đủ không gian và đưa trái bóng về một vị trí mà thủ môn bên phía tuổi FC Kingdom không thể kiểm soát được. Ba Dương trong tình huống vừa rồi đã có lẽ là đủ độ tập trung để có thể chuẩn bị tốt để cản phá cú đá vừa rồi của anh Tài. Tuy nhiên thì lực đi và quỹ đạo đi của trái bóng đã quá khó, đối là khó chịu. Hoàng Long cầu vào. Ngày hôm nay tấm băng đội trưởng và tấm băng thủ quân bên phía tuổi FC được thuộc về Hoàng Long không vào. Cơ hội thứ hai trong trận đấu này mà tuổi FC Kingdom có được. Được chuyền, cơ hội không vào. Một tình huống là xếp đá phạt cố định tương đối tốt đến từ FC Kingdom. Ngày hôm nay chơi ở vị trí hậu vệ biên phải, bên phía Kingdom có sự gom mặt của Quang Chiến không vào. Lên phần trên hàng tấn công của bên phía thủ FC Kingdom vài phút thi đấu vừa qua. Quang Chiến đang tương đối là đói bóng. Quang Chiến cầu vào. Tiếp tục. Tỷ số là 1-0 dành cho FC Kingdom. Người ghi bàn đó là Tuấn Minh. Hai pha dứt điểm liên tiếp và cuối cùng bàn thắng đã đến đối với là FC Kingdom. Hàng phòng ngự bên phía Lam Sơn 18 đã không thể đứng vững được sau một tình huống mà Quang Chiến đã có một tình huống thoát pressing khá tốt, tung ra một pha dứt điểm kiệt thủ môn bên phía Lam Sơn 18 không thể kiểm soát được. Và pha dứt điểm đưa bóng về vị trí cột hai, nơi mà Tuấn Minh đã lựa chọn một vị trí quá đắc địa để có thể đệm bóng vào khung thành trống, gỡ hòa tỷ số ở trong trận đấu này dành cho bên phía FC Kingdom. Sức ép này lúc này đang ngày một. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ số tạm thời là 1-1. Chặn bên phía Lam Sơn 18, cầu thủ này cũng có một hiệp thi đấu tương đối là tròn vai. Quang Long phá dứt điểm từ xa thuộc về Quang Long. Hiện Quang Long cũng đã chơi tương đối là đang nổ trong hiệp thi đấu đầu tiên. Dứt điểm luôn, cầu vào, thành công của Tuấn Minh. Ngay lúc này là cơ hội, cầu vào. Rất bình tĩnh để có thể triển khai bóng. Quang Long, cơ hội, không được, quá chậm. Pha lùi về và hỗ trợ phòng thủ tốt của anh Tài. 2-1. Tuấn Anh đưa bóng vào, không được. Đường chuyền dài, bóng đi đúng vị trí của Ba Dương. Rất nguy hiểm. Ngay sau đó thì Ba Dương đã có một tình huống ném bóng lên rất mạnh và bắt buộc thủ môn bên phía Lam Sơn 18 vẫn phải đưa ra một quyết định cuối cùng an toàn dành cho Lam Sơn 18. Tình huống phạt góc ngay lúc này dành cho Lam Sơn 18. Quang Hưng không được. Tôi không vào. Hắn nhanh để khiến cho hàng phòng ngự của Lam Sơn 18 rơi vào một trạng thái không kịp trở tay. Quang Hưng. Tôi không được. Tình huống đưa bóng vào tương đối là khó chịu của Quang Hưng. Đưa bóng vào của Xuân Anh, không được. Vẫn còn, cầu vào. Một tình huống dứt điểm tương đối là ngẫu hứng đến từ Quang Long. À, người đứng trước tình huống đá phạt này là Hữu Nam. Tuyến hay. Tỷ số là 2-1 dành cho Lam Sơn 18. Bàn thắng đến rất bất ngờ đối với là cầu thủ áo hồng. Người đã có một tình huống có lẽ là phản lưới nhà dành cho FC Lam Sơn 18 trong pha xử lý vừa rồi là Quang Tú. Pha dứt điểm về vị trí cột hai tương đối là khó chịu của anh Tài. Và pha nhấc chân
khá là vô duyên của Quang Tú và bóng đã đi về phía khung thành của FC Kingdom trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Ba Dương. Bất ngờ một lần nữa được các cầu thủ Lam Sơn 18 đem đến ở sân thi đấu số 2 ở trong trận đấu này. Khi mà thế trận vẫn đang diễn ra tương đối là cân bằng thì bất ngờ Lam Sơn 18 một lần nữa lại vươn lên dẫn trước với một bàn thắng đến rất bất ngờ. Được chuyền. Cái đè rất tốt. Quang Tú không vào. Sự điểm luôn. Tỷ số là 2-2 dành cho FC Kingdom. Bàn thắng quá đẹp trong tình huống phối hợp đá phạt vừa rồi dành cho bên phía những thủ áo vàng. Sự thay đổi người bên phía của FC Kingdom lần này đã phát huy được hiệu quả một cách tối đa. Và sân điểm rất đẹp của cầu thủ mặc áo số 14 bên phía thủ FC Kingdom. Thủ môn bên phía Lam Sơn 18 đã không thể làm gì được khi mà gần như tầm nhìn của trạng thủ môn này đã bị che khuất bởi hàng phòng ngự được thiết lập bằng 4 người bên phía Lam Sơn 18. Và pha dứt điểm chim. Rất nhiều những tình huống lên bóng ở hành lang biên phải. Cố tình không được. Pha lao ra vừa rồi của Ba Dương. Ngoài ra hoàn toàn có thể đưa bóng dành cho Quang Long. Dứt điểm thẳng. Qua đẹp bắt vào tỷ số là 3-2 dành cho bên phía Kingdom. Một trận đấu rất nhiều cảm xúc ở trên sân thi đấu số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay. Cú đúp của cầu thủ được tung vào sân tay người bên phía thủ FC Kingdom. Hai pha đá phạt rất giống nhau ở trong trận đấu này đã khiến cho Kingdom có một cuộc lội ngược dòng gần như đang chuẩn bị được hoàn tất ở trên sân thi đấu số 2 ở sân bóng Công viên Hội An trong buổi chiều ngày hôm nay. Cú dứt điểm đầu tiên ở pha đá thành bàn để gỡ hòa tỷ số 2-2 là một tình huống dứt điểm bóng chim. Và lần này pha sửa lòng rất ngoan, bóng đi về góc chữ A. Không có một cơ hội nào dành cho thủ môn bên phía Lam Sơn 1. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Chiến thắng cuối cùng thuộc về các cầu thủ FC Kingdom với tỷ số là 3-2. Một trận đấu có rất nhiều những cảm xúc được thăng hoa và được đem đến ở sân thi đấu số 2 trong buổi chiều ngày hôm nay ở trận đấu sớm nhất. Hai bàn thắng rất đẹp của cầu thủ mặc áo số 14 bên phía thủ FC Kingdom. Hai pha làm bàn đều đến từ những chấm đá phạt. Và đã khiến cho kịch bản ở trong trận đấu này thay đổi 180 độ. Chúng ta cùng nghỉ giải lao cho vào một vài phút trước khi quay lại để theo dõi cặp thi đấu thứ hai ở trong buổi chiều ngày hôm nay trên sân thi đấu số 2 ở sân bóng Công viên Hội An.